Xin kính chào tất cả quý vị khán giả yêu mến. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Tú Anh Múa Yoga. Và hôm nay Tú Anh rất vui được hướng dẫn mọi người múa nón bài Nàng Thơ Xứ Huế. Tú Anh rất là yêu giọng hát của ca sĩ Thủy Chi. Và bài Nàng Thơ Xứ Huế Tú Anh đã dựng hai bản, một bản nhảy van với nón và một bản múa nón. Mời quý vị hãy vào phần mô tả bên dưới video này để xem bài múa mẫu và cả bài nhảy van mẫu nhé. Ở bài này tụi anh chia làm 6 tổ hợp. Có 2 tổ hợp nhạc dạo, tổ hợp nhạc dạo đầu, nhạc dạo giữa. Có 3 tổ hợp lời và có 1 tổ hợp kết. Bây giờ tụi anh sẽ làm từng tổ hợp một, sau đó sẽ quay cùng chiều để hướng dẫn. Đầu tiên là tổ hợp nhạc dạo đầu. Gồm có 2 câu nhạc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và anh quay cùng chiều để hướng dẫn. Lúc này nón chúng ta đội lên đầu và bước chân phải lên phía trước, thì hai tay đưa từ bên trái lên phía trước và kéo xuống bên phải và rút chân phải. Bây giờ đổi bên thì sẽ bước chân trái lên, thì tay đưa từ bên phải lên trước, kéo xuống thì rút chân trái. Đó, động tác chèo thuyền. Mỗi bên 2 lần, chân phải kéo xuống bên phải, chân trái kéo xuống bên trái. Bây giờ gạt, lấy tay trái, lấy tay phải gạt nước ra, nhìn xuống và tay trái gạt. Mỗi bên 2 lần. Sau đó lồng hai tay vào nhau, uộn đuổi và mở tay ra. Lần thứ 2 lồng tay vào nhau, uộn đuổi và cầm lấy nón, tháo nón ra để chuẩn bị vào phần lời. Tụi anh làm lại lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ bắt đầu là tổ hợp lời thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và anh quay cùng chiều nhé. Hai tay cầm lấy chính giữa nón này, chia đôi cái nón ra cho hai người nhau úp vào. Và đưa chân phải hơi chéo lên phía trước, thì nó từ bên dưới đưa lên cao bên phải, vòng lên trên hạ xuống bên trái, thì rút chân phải ra sau ở bên nón để bên hông, chóc nón hướng về phía trước. Làm hai lần như thế. Lần thứ hai lên xuống. Bây giờ nghiêng đầu và xoay nón tay phải xuống dưới, tay trái lên trên. Xoay ngược lại thì đổ người ngược lại. Sau đó ngửa nón ra, vòng tay trái để lăn nón qua từ vai bên phải sang vai bên trái. Sau đó rút chân phải về, hạ nón xuống bên phải và đổi bên. Bước chân trái lên thì đưa nón từ dưới thấp lên trên cao, hạ xuống bên phải, nón ở hông bên phải thì rút chân trái. Lần thứ hai lên xuống. Bây giờ xoay nón tay trái xuống dưới, tay phải lên trên và ngược lại. Sau đó ngửa nón ra,
xoay tay phải ra phía xa và lăn nón vào vai bên trái sang vai bên phải. Của anh đếm lại của hôm nay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy là tổ hợp lời thứ nhất gồm có hai câu nhạc tám. Bây giờ đến tổ hợp thứ hai. Kết thúc tổ hợp thứ nhất đang ở đây. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp lời thứ hai thì gồm có một câu nhạc tám. Nó đang ở vai bên phải, chân trái đang ở đằng sau. Bây giờ giữ luôn luôn, giữ nguyên nón ở vai bên phải, bước chân trái lên trên. 1, kiếng chân phải, trọng tâm ở chân trái. Bây giờ xoay nón sang vai trái và đổ trọng tâm. 2, lúc này trọng tâm chân phải và kiếng chân trái, nón lại ở bên trái. 3, 4, và đưa nón xuống bên dưới từ vai bên trái, thu về. Bước chéo lên bằng chân phải một bước đẩy nón ra. 5, rồi lùi về. 6, và bước lên bên trái. 7 8, quay làm lại lần nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ là tổ hợp lời thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Bây giờ tụi anh quay cùng chiếng. Chóp nón hướng về phía trước, bước chân phải, chuyển trọng tâm sang chân phải, đưa nón lên cao ở bên phải. 1, đổi sang bên trái. 2, giữ nguyên trọng tâm chân trái, chân phải kiếng. Bây giờ xoay ngửa nón ra hai vòng. 3 4, lúc này tay trái trên, tay phải dưới. Sau đó thu chân vào, nón bằng, xoay cùi trỏ bên trái qua thẳng. 5, đứng xuống, nón thẳng trên đầu và xoay ngược lại. 6, và xoay một vòng tròn theo tay bên phải, thẳng nón lên. 7 8, hạ nón từ bên phải và làm ngược lại tổ hợp. 2 2, lật. 3, tạt. 4, 5 thì vai phải ở phía trước, 6 thì vai trái ở phía trước và thẳng lên xoay bên trái. 7, 8, hạ nón xuống bên trái. 1, 2, vòng nữa. 3, 4, vẫn làm lại vòng này nữa. 1 2 3 4 5
6 7 8 2 2 3 8 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Đã tan hai vòng này trong nón luôn ở phía trước. Đưa ra bên cạnh này nón cũng luôn ở phía trước chứ không phải đưa như thế này. Chóp nón luôn ở phía trước. Giữ bằng cái nón. Đó, chỉnh sao để cái chóp nón luôn ở đằng trước. Chứ không để ý là nón cứ đưa như thế này nó không đúng, không đẹp. Sẽ không đều được. Và bây giờ là tổ hợp kết. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 quanh quanh cùng chiều nhé. Đây là chiếc gương. Sẽ giơ lên, tay trái cầm và giơ cao lên. Chân trái sẽ ký ở phía sau. Trọng tâm ở chân phải. Tay phải vuốt tóc soi gương 2 lần. 1 nhún chân xuống. 2 và đưa tay phải lên cái mép nón ở bên trên, kéo vào ngực thì đưa chân trái ra như bên trái. Sau đó thu chân trái vào, xoay nón và đổi chân phải. Một bên hai lần nữa. Xoay. Xoay. Thu chân vào, lăn nón từ vai bên trái ra đằng sau, xuống dưới ở bên phải. Và làm lần thứ hai. Sau đó kiễng chân lên, xoay nón ở vai bên phải và rút chân về đằng sau kết thúc. Đấy, làm lại lần nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Vậy là Tú Anh đã hướng dẫn xong bài múa Nàng Thơ Xứ Huế rồi. Chúc quý vị thật là nhanh thuộc bài này. Hãy nhấn vào nút đăng ký và hình quả chuông để ủng hộ cho kênh của Tú Anh phát triển. Và để mỗi khi Tú Anh ra video mới thì quý vị sẽ nhận được sớm nhất. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi và cổ vũ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau.